Khắp mười phương cõi, vô số các Phật độ, vô lượng hương trang nghiêm, đầy đủ Bồ Tát đạo thành tựu Như Lai hương. Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát, Nam mô hương dân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ cứu thế tôn, thiện đạo nhất thiết chung, phước trì công đức hải ngã kim quy mạng lệ. Chân như xá ma pháp năng diệt tham sân độc, thiện trừ chư ác thú ngã kim quy mạng lệ. Đắc pháp giải thoát tăng, thiện trụ chữ học địa, thân thường phước đức nhân ngã kim quy mạng lệ. Tây phương cực lạc giới, tiếp dẫn tam thanh tôn, khải tịnh độ huyền môn ngã kim quy mạng lệ. Ta bà thế giới chủ, điều ngữ thích ca văn, ai mừng ngư chúng sanh, thuyết đại pháp Phật đành. Tôn thắng đà ra ni, vi diệu đại pháp môn, thành tựu chư chúng sanh ngã kim quy mạng lệ. Án phổ lễ chân ngôn, gia ra mật, 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 gia ra mật. Nhất tâm đinh lễ trung phương thế giới tỳ lô giá na mâu ni thế tôn, đồng phương thế giới a súc bệ thế tôn, nam phương thế giới bảo sanh thế tôn, tây phương thế giới a di đà thế tôn, bắc phương thế giới bất không thành tựu thế tôn, tận hư không biên pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm đinh lễ đại phương quang Phật Hoa Nghiêm kinh, đại thừa diệu pháp Liên Hoa kinh, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh, Đại Bảo Tích kinh, Tu Đa La Tạng Nhất Thiết Đà Ra Ni môn,
Tỳ lô giá na thần biến giá trì kinh, kim cang đành kinh tận hư không biên, pháp giới thập phương tam thế nhất thiết tôn pháp mà. Nhất tâm đánh lễ tông trì vương Bồ Tát Đà Ra Ni Tự Tại vương Bồ Tát Bí Mật vương Bồ Tát Chữ Kim Cang Tạng vương Bồ Tát Tận Hư Không Biên Pháp Giới Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chữ Đại Bồ Tát Chữ Hiền Thánh Tăng. Nhất tâm đánh lễ ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Nhất tâm đánh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nhất tâm đánh lễ Trúc Lâm Đạo Tràng Bổn Sư Thích Ca Văn Như Lai Cập Sở Thuyết Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Kinh. Nhất tâm đánh lễ Bản Môn Bát Đại Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Mãn Thù Thất Lý Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Kim Cang Thủ Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Hư Không Tạng Bồ Tát Trừ Cái Chướng Bồ Tát. Nhất tâm đánh lễ Bảo Tạng Bồ Tát Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bồ Tát Thắng Liên Hoa Tạng Bồ Tát. Nhất tâm đánh lễ Chấp Kim Cang Bồ Tát Trì Địa Bồ Tát Tinh Trừ Nhất Thiết Chướng Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nhất tâm đánh lễ Ma Ca Diếp Tôn Giả A Nan Đà Tôn Giả Vô Lượng Vô Số Đại Thánh Văn Tăng Cập Sở Thuyết Ủng Hộ Hành Giả Nhất Thiết Hộ Pháp Thiện Thần Dương. Đại từ đại bi mừng chúng sanh đại hỷ đại xả tế hàm thức tướng hảo quang minh dị tự nghiêm chúng đẳng chi tâm quy mạng lệ. Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Giải Thoát Chủ Thế Giới Hư Không Công Đức Mục
tình vô cấu vi trần, đẳng đoan chánh công đức tường. Quang minh hoa ba đầu ma diêm, lưu ly quan sát bảo thể hương, tối thượng hương diệu cúng dường, chúng chung diệu thái trang nghiêm. Đảnh kế diệu tướng vô lượng vô biên, nhật nguyệt quang minh nguyện lực trang nghiêm, biên hóa trang nghiêm quảng đại trang nghiêm. Pháp giới cao thắng vô nhiệm, bảo vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ hào tướng thù thẳng, như nhật nguyệt quang minh diệm, bảo liên hoa quan sát thân kiên, như kim cang tỳ lộ giá na vô chướng ngại nhàn. Viên mãn thập phương phóng quang phổ, chiếu nhất thiết Phật sát tướng vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ nhất thiết trang nghiêm, vô cấu quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nam Phương Thế Giới Biển Tài Anh Lạc Tứ Niệm Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Thế Giới Vô Cấu Nguyệt Tràng Tướng Vương Danh Xưng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Bắc Phương Thế Giới Hóa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Phương Thế Giới Tác Đăng Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Tây Nam Phương Thế Giới Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Tây Bắc Phương Thế Giới Vô Uy Quán Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đông Bắc Phương Thế Giới Vô Uy Vô Khiếp Mau Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Hạ Phương Thế Giới Sự Tự Phân Tăng Căn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Thượng Phương Thế Giới Kim Quang Quay Đức Tượng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Như Lai. Thank you.
Phật Bảo Di Lặc Bồ Tát. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào phạm các tội tứ trầm ngũ nghịch thập ác phỉ bán tam bào, hàng tăng ni phạm tội tư khi bác khi người ấy tội nặng. Giả sử như đêm còi diêm phù đề này nghiền nát thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi là một kiếp tội chỉ xưng lễ danh hiệu vị Phật đầu tiên một lại. Thì bao nhiêu vị trần kiếp tội ấy đều được tiêu trừ, huống chi ngày đêm đọc tùng thọ trì nhớ niệm không quên, kẻ đó sẽ được công đức không thể nghĩ bàn. Lại nếu xưng lễ 12 danh hiệu của chư Phật trên đây trong vòng 10 ngày, sám hối tất cả tội khuyên thỉnh chư Phật trụ thế và chuyển pháp luân, tùy hỷ tất cả công đức của tất cả chúng sanh, đem các căn lành mình tu hồi hướng về giải thoát. Hành trì như thế sẽ diệt được tất cả tội, sẽ trừ được tất cả các nghiệp chướng, sẽ được trang nghiêm đầy đủ Phật độ, sẽ được đầy đủ đức vô quy, đầy đủ tướng hảo, đầy đủ hạnh Bồ Tát quyến thuộc dây quanh, đầy đủ vô lượng tám mùi, đầy đủ cõi Phật trang nghiêm như ý, cho đến đầy đủ quả bao tốt đẹp đang ưa thích của quả vô thượng Bồ Đề. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng: nếu có thiện nam tử cùng với thiện nữ nhân xưng lễ hiệu Phật trên, trong đời đời kiếp kiếp sẽ được người yêu kính, tùy chỗ sanh ngôi vị cao quý hơn tất cả, ánh sáng quái lực lớn thành tựu đạo Bồ Đề. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Tự
tịnh pháp giới chân ngôn. Ram. Xóa phà gia suýt đa sạc gia đạt ma xóa phà gia suýt đa hàm. Xóa phà gia suýt đa sạc gia đạt ma xóa phà gia suýt đa hàm. Xóa phà gia suýt đa sạc gia đạt ma xóa phà gia suýt đa hàm. Xóa phà gia xuất đa sạc gia đạt ma xóa phà gia xuất đa hàm. Xóa phà gia xuất đa sạc gia đạt ma xóa phà gia xuất đa hàm. Xóa phà gia xuất đa sạc gia đạt ma xóa phà gia xuất đa hàm. Xóa phà gia xuất đa sạc gia đạt ma xóa phà gia xuất đa hàm. Hộ thân chân ngôn sĩ rạm 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 sĩ rạm. Gia rác ni bra nam bi đa gia xóa ha. Gia rác ni bra nam bi đa gia xóa ha. Gia rác ni bra nam bi đa gia xóa ha. Gia rác ni bra nam bi đa gia xóa ha. Gia rác ni bra nam bi đa gia xóa ha. Gia rác ni bra nam bi đa gia xóa ha. Gia rác ni bra nam bi đa gia xóa ha. Hộ pháp chân ngôn nam mô su sít đi ta ri ta ri măng đa măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nam mô su sít đi ta ri măng đa xóa ha. Nhất tâm đảnh lễ trúc lâm đạo tràng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn cập sở thuyết Phật đảnh tôn thắng Đà Ra Ni kinh.
Nhất tâm đảnh lễ Trúc Lâm đạo tràng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Cập Sở Thuyết Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Đa Ni Kinh. Nhất tâm đảnh lễ Trúc Lâm đạo tràng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Cập Sở Thuyết Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Kinh. Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Na mô Bà Ra Phá Tê Xà Qua Tát Răng Lô Kỳ Gia Bơ Ra Di Vi Tì Sắc Trà Gia Bút Đà Gia Ba Ga Phê Tê Tát Đi Gia Tha Bút Rùm Bút Rùm Bút Rùm Xuất Đà Gia Xuất Đà Gia Vi Xuất Đà Gia Vi suyết đà gia sa ma sa ma sa măng ta phà hoa sang sa phà ra na ga ti ga ga na xóa phà hoa vi suyết đi a vi truân gia đu mang sạc hoa ta tha ga đa su ga đa Phà đa và ca na mi rị tạ bi sa cu ma ha mướt dở ra măng đa ra ba na ma hạ ra hạ ra a su sang đà ya ni suýt đà ya suýt đà ya ga ga na xoa phà qua vi suýt Đi a u sắc ni sa vi ca gia vi xuất đi Sa hạ sa ra ra sa mi sang tu ni tê sa ra hoa tắc tha ga đa hoa lô ki ni sa hoa tắc tha ga đa Mạc tệ sa trà ba ra mi ta ba rì bù ra ni Na sa bù mi bơ ra đi sắc si tệ sa ra hoa tắc tha ga đa hắc rì đà gia đi sắc sa na đi sắc si tệ Âm nguyết đơ rì mụt đờ rì ma ha mứt đờ rì hoa di ra ca gia sẵn hạ đa nà vi suýt đi xa ra hoa ca ma phà ra na vi suýt đi ba ra đu rì ca ti bi rì vi suýt đi bơ ra tì na hoa ra đà gia A dục xuyên đi ma sam ma già đi sang sa na đi sắc si tê ma ni ma ni ma ha ma ni a ma ni a ma ni Di ma ni di ma ni ma ha di ma ni mát đi mát đi ma ha mát đi tát tha gia bồ đa cú thi vi đi xuất đi Vị ra phổ ra bút đi vi xuất đi hi hi giả ra dị giả ra dị giả ra Sa ma ra sa ma ra sa phà ra sa phà ra sa ra phà bút đa đi sắc sa na đi sắc si tê xuất đi hòa di đi hòa di đi ma ha hòa di đi a hòa di đi hòa di ra gà bi gà giả ra gà bi di giả ra gà bi hòa di ra rít hòa là gà bi Hòa di rô na gà tê hòa di rô na bà bê
Hòa di ra sam bà vê, hòa di đô, hòa di rì na, hòa di ram, hòa hàm. Đô ma ma sa di rì ram sa ra phà sát ta phà năng ta ca gia. Bi ri vi xuân đi sắc gia hoa phà đồ mi sát na sát ra phà ga ti bi ri xuân đi sa ra phà. Tăng na ga đa sân gia mi ra sa ma sa phà sát văn tu sát hoa tát tha ga đa. Sa ma sa pha sa sa di sắc si tế sắc di ya sắc di ya bụt di ya bụt di ya vi bụt di ya vi bụt di ya bồ đà ya bồ đà ya di bồ đà ya di bồ đà ya mô ca ya mô ca ya vi mô ca gia vi mô ca gia suýt đà gia suýt đà gia vi suýt đà gia vi suýt đà gia sa mang ta tát bi ri mô ca gia sa mang đà gia sa mi bi ri suýt đi sa ra phàm tát tha ga đa sam ma ya hất rì đà ya đi sắc sa na đi sắc si tê mút đơ đi mút đơ đi ma hà mút đơ ra mang đà ra ba na đi sắc si tê xóa ha. Niệm Phật và phát nguyện ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu cập pháp giới chúng sanh cầu chư Phật nhất thừa vô thượng bồ đề đạo cô chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật giang đức hồng danh cầu sanh cực lạc duy nguyện từ phụ A Di Đà Phật từ bi gia hộ ái lân nhiếp thọ A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân bạch hào quyển chuyển ngũ tu di ám mục trần thanh tứ đại hài quang trung hóa Phật vô số ức quá Bồ Tát chúng diệt vô biên tử thập bát nguyện độ chúng sanh cố phẩm hàm linh đăng bí ngàn Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô 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 A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
ngờ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Như niệm Phật nhiều từ vài ngàn câu trở lên đến trăm ngàn câu. Chỉ niệm bốn chữ A-di-đà Phật cho dễ được nhiếp tâm và tình giảm hơi sức. Vô lượng thọ Như Lai Đà Ra Ni. Nam
Nam Mô Rất Na Tòa Ra Gia Gia Nam Mô A Di Đà A Mi Ta Bà Gia Tát Tha Ga Ta Gia Ra Ha Ti Sam Giác Sam Bút Đà Gia Tát Gia Tha Om A Mi Ri Ti A Mi Ri To Na Ba Vê A Mi Ri Ta Sam Ba Vê A Mi Ri Ta Ra Bê A Mi Ri Tắc Xuất Đê A Mi Ri Ta Xích Tê A Mi Ri Ta Di Ca Lăng Tê A Mi Ri Ta Di Ca Lăng Ta Ga Mi Ni A Mi Ri Ta Ga Ga Na Kích Ti Ca Li A Mi Ri Ta Lô Vô Vi Sa Pha Li Sạc Ba Ri Ra Sa Đà Ni Sa Vya Na Ma Ka Li Sa Khắc Sa Du Ka Li Xoa Ha Ba Râm Hầm Mẹ Ba Râm Hầm Ma Ba Râm Hầm Ma Ba Râm Hầm Ba Râm Hầm Ba Râm Hầm Ba Râm Hầm Kỳ nguyện ngã kim phổ vị tư ân tam hầu Cập pháp giới chúng sanh tất nguyện đoạn trừ tam chương chỉ tâm quy mạng sám hối Đệ tử chỉ tâm sám hối cúi lại mười phương chư Phật Tôn Pháp hiền thánh tăng Tam thanh cõi cực lạc Bát bộ chư hiền thánh Thái đều thấy biết con đời này và đời trước con tạo các nghiệp ác. Nay đem tâm chí thành phát lộ cầu sám hối nguyện nhờ sức gia trì. Thân tâm đều thánh tình do sám nguyện hôm nay mình người được vô cầu Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Đệ tử chỉ tâm khuyến thành mười phương tất cả Phật Hiện tại thành chánh giác Con thỉnh chuyển pháp luân an vui cho chúng sanh Mười phương tất cả Phật Sắp muốn nhập niết bàn Con cúi đầu khuyến thần Xin trụ lâu nơi đời Đệ tử chỉ tâm tùy hỷ chư Phật trong ba đời các Bồ Tát
thanh văn. Bậc tu tập tam thừa cho đến hàng phàm phu, có bao nhiêu phước lành thế giới nhận tinh tấn, thiền định tình trí huệ, con đều xin tùy hy. Đệ tử chỉ tâm phát nguyện, nguyện cho các chúng sanh đều phát lòng bồ đề, xa lìa các phiền não, đặng thành nhất thiết trí. Lại nguyện nay con tu thập nhị danh lễ sám, tất cả các nghiệp chướng thảy đều được tiêu trừ. Đệ tử chi tâm hồi hướng, xin đem công đức tu hành trì chú niệm Phật, sám hối cùng khuyên thỉnh, tùy hỷ cập phát nguyện, phổ thi khắp chúng sanh. Cùng bốn ân ba cõi đều xa lìa các khổ, thân tâm hằng thanh tịnh, sanh về cõi cực lạc, đồng tu Bồ Tát hành, thành tựu đạo Bồ Đề. Nam mô đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm, bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ, nhất thiết khổ ách xa lợi, tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thầy. Xa lợi tử thị chưa pháp không tương, bất sanh bất diệt bất câu, bất tịnh bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân y, vô sắc thịnh hương vị xúc pháp vô nhãn giới, nại chỉ vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận, nại chỉ vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, vì vô sở đắc cố Bồ Đề Tát đoạ y, bát nhã ba la mật đa cố tâm, vô quái ngày vô quái ngày
cố vô hậu khủng bố viện ly điên đảo mộng tưởng cứu canh niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cô Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Nhất Thiết Khổ Chân Thiệt Bất Hư. Cô Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Thuyết Chú Viết. Yết Đề Yết Đề Ba La Yết Đề Ba La Tăng Yết Đề Bồ Đề Tát Bà Ha. Yết Đề Yết Đề Ba La Yết Đề Ba La Tăng Yết Đề Bồ Đề Tát Bà Ha. Yết Đề Yết Đề Ba La Yết Đề Ba La Tăng Yết Đề Bồ Đề Tát Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Điền Già Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đa Tất Đam Bà Tì A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đê A Di Rì Đa Tì Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Di Đa Ga Lệ Ta Bà Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đê A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ga Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đê A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà. Ngã Kim Trì Chú Xưng Niệm Phật Tức Phát Bồ Đề Quảng Đại Nguyện. Nguyện Ngã Định Huệ Tốc Viên Minh, Nguyện Ngã Công Đức Giai Thành Tâu, Nguyện Ngã Thân Phước Biến Trang Nghiêm, Nguyện Công Chúng Sanh Thành Phật Đạo. Quả hiện sở tạo chư ác nghiệp mà dây do vô thị tham sân si. Tùng thân khẩu ý chỉ sở sanh nhất thiết ngã kim dây sám hối. Nguyện ngã lâm chung giữ tri thời tấn trừ nhất thiết chư chứng ngài. Diện kiến Tây Phương Tam Thánh Tôn tức đắc vạn sanh cực lạ quốc. Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thầy nguyện đoàn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phủ màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát vi bản lữ, nguyện tướng dĩ thử thân công đức. Hồi hướng tứ ân cập tam hữu, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật đương nguyện chúng mà sanh, thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quý pháp đường nguyện chúng mà sanh, thâm nhập kinh tàng trí huệ như từ quý tăng đường nguyện chúng mà sanh, thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại.